Nhưng ở nhà hôm nay mọi người thấy mình có lạ không? Hôm nay á, là mình mặc đồ với lại để cái khuôn mặt biểu cảm như thế này á, là để cho cả nhà thấy á, là mình muốn thông báo cho mọi người biết một tin là cuộc đời của mình nó đã diễn qua một cái trang mới rồi. Và không biết là cái trang mới này như thế nào á, thì mọi người hãy cùng xem video cùng với mình nha. Mọi chuyện bắt đầu á, khi á, mà cái hộp mỏ neo phép thuật nó được ra mắt á. Thì ở trong cái hộp mỏ neo phép thuật này nó có một cái cần câu rất là hiếm. Và cái cần câu đấy mình nghe đồn đâu á là có thể câu được cá bóng 6 và tăng tỷ lệ mà lên cá bóng 6. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn á mà câu được cá bóng 6 bởi cái cần này. Cho nên á là mình quyết tâm á là mình sẽ đập cái hộp mà mỏ neo phép thuật để mình có thể lấy được cái cần. Và ở các cái hộp đập hộp trước á, tuy là nhân phẩm của mình rất là su cà na, nhưng mà mình đập chừng là 1.000 kim cương hay là chừng hơn một chút xíu à, nó sẽ ra được cái món đồ mình thích. Còn hôm nay ở cái hộp mỏ neo phép thuật, cả nhà đoán coi là mình sẽ phải tốn bao nhiêu đá quý vì cái hộp này nè. Ai mà biết được. Để biết kết quả mất bao nhiêu thì hãy cùng xem cái quá trình đập hộp với mình nha. Ở mấy cái hộp trước á, thì mình đập lẻ từng hộp, nhưng mà hôm nay ở cái hộp này á, mình quyết định nghe theo các bạn là mình sẽ đập một lúc á, là 10 hộp luôn, vì mấy bạn nói á, là đập 10 thì sẽ hên hơn. Đầu tiên là mình được cái lều ốc xà cừ nè. Và tới hộp thứ tư á, thì mình được cái máy tóc VIP luôn. Ủa vậy là mình hên á mọi người. Nhưng mà mình đã có cái máy tóc VIP này rồi. Mình có thêm đôi dép nè. Cái đôi dép này thì mình chưa có. Và mình có cả một cái mũ nữa. Vậy là mình đã có hai món mới ở 10 hộp đầu tiên. Và rất là ghê gớm luôn khi á mà mình được cái máy tóc VIP nha. Bởi vì mình thấy á, cái máy tóc VIP á là rất là ít bạn có. Nhưng mà sao đợt trước á mình đập có một hộp nó ra rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm kiếm cái cần câu phép thuật bằng cách đập 10 hộp tiếp theo. Gì trời? Gì mà cho ba cái lồng san hô luôn. Ủa, lại thêm một cái lều ốc xe cừ nữa. Gì ảo me vậy? Lại cho mình thêm một cái mái tóc VIP nữa nè. Trời ơi, vậy là 10 hộp tiếp theo này toàn là mấy cái đồ su cà na thôi. Còn đâu là được đúng một cái mái tóc VIP. Làm ơn đi mẹ, cho tôi cái đầm với lại cái cần là được rồi, tôi đâu cần tóc nữa, tôi có ba mái tóc luôn rồi. Thôi giờ mình sẽ đập lẻ nha. Biết đâu đập lẻ lại ra thì sao? Lại là một cái lều nữa. Đùa tôi chắc. Rồi thêm đôi dép. Cần câu, cần câu, cần câu đi mẹ. Ủa, mình thấy mình đập lẻ cũng xui y chang như là đập 10 á mọi người ơi. Nãy giờ là mình đập 10 hộp lẻ đó, bây giờ mình chỉ còn là 3.895 cục đá quý thôi. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục đập 10 nha. Cái gì vậy bà nội, cái gì mà trùng đồ hoài à? Lại thêm một cái mũ nữa nè. Trời ơi là trời, lần này đúng xui luôn. Ra toàn là ba cái đồ gì đâu không à. 10 hộp tiếp. Trời ơi, cứu tôi với, tôi đâu có cần đồ VIP đâu, tôi chỉ cần đồ màu tím thôi. Tôi chỉ cần á là cái cần câu với cái váy thôi màu tím, không cần phải VIP đâu. VIP nãy giờ 4 cái mái tóc luôn rồi.
Và với 10 hộp tiếp theo này thì mình quá là su cà ne luôn. Bruh. Thôi thì lại 10 hộp tiếp. Why are you crying? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Trời ơi, chắc là tôi khóc mất thôi ý. Cái gì mà tóc hoài vậy ta, năm mai tóc rồi. Có cần thiết phải như vậy không nhà phát hành? Nhà phát hành ép với tôi quá à. Kim cương thì cứ bay theo gió hoài. Trời ơi, bây giờ thử nhìn coi nè. Cái gì mà một đống luôn. Hiện tại bây giờ là mình đã có 5 mái tóc rồi. 6 mái tóc chứ không phải 5 nữa. Làm ơn đi mẹ, cho tôi cái cần câu. Tôi chỉ cần cái cần câu thôi. Sao mình thấy mình đập lẻ hay là đập 10 hộp nó đều xui chang nhau vậy ta? Trời ơi, bây giờ mình chỉ còn có 2.500 cục đá quý thôi. Hình như là 80 hộp rồi đó mà chưa có ra. Bây giờ mình sẽ đập nốt 10 hộp nè. Tính tới bây giờ nếu mà đập lẻ 10 hộp là 90 hộp rồi đó mọi người. 90 hộp mà mọi người nhân với đá quý coi là nó bao nhiêu rồi. Gần 3.000 đá quý của mình rồi. Mình sẽ nhuộm thành 7 màu là 7 sắc cầu vồng luôn. Mỗi ngày mình sẽ đổi một màu. Cái gì mà cho 7 mái tóc vi vip mà không cho cái đầm, với lại là không cho cái cần câu mỏ neo mọi người. Hơn 3.000 đá quý của mình rồi. Mình nghĩ là mình chắc dừng tại đây thôi mọi người. 90 hộp, hơn 90 hộp á, chứ không phải 90 hộp nữa. Hơn 90 hộp này không ra nổi cái cần câu thì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mở được cái cần câu đâu. Và mình sẽ không có phá kim cương của mình đâu. Bởi vì là mọi người biết sao không, 5.000 kim cương của mình đó là mình gom góp là khoảng là cả hơn một năm trời mới được 5.000 kim cương. Vậy mà mình chỉ phá có đúng là cái video này chừng 8 phút rồi, là 8 phút là mình đã tiêu hết 3.000 kim cương. Có ai mà tiêu hết 3.000 kim cương trong vòng 8 phút không trời. Tôi thấy có một mình tôi thôi đó. Cho cái gì mà 9 đôi dép, 7 cái mái tóc, không có đồ gì hết trơn á. Không có có cái váy luôn. Nhà phát hành ác với tôi quá à. Đồ nội thất á thì có 6 cái thảm sao, 9 cái lều, 21 cái phao, 14 cái đèn, 18 cái lồng, với lại là 11 cái con sò. Trời ơi, trang trí cái gì mà trang trí dữ vậy ông nội. Thật sự với mọi người luôn, tới lúc này mình rất là buồn luôn ấy. Bởi vì là mình cảm giác như là cái số kim cương mình đã cố gắng mình tích góp trong vòng hơn một năm trời mà đổi lại nó chẳng được cái gì hết á. Thì mình thấy có phải nhân phẩm mình quá là su cà ne không, hay là do nhà phát hành á để cái tỷ lệ gì mà nó kỳ cục quá à. Mình định đập tiếp nhưng mà mình nghĩ là thôi mọi người ạ,
3.000 đá quý quá là đủ đối với mình rồi. Mình nghĩ là mình đánh đổi như thế là quá đủ rồi, mình không muốn đánh đổi thêm nữa. Mình sẽ xài cái cần câu mà bán bằng tiền sao á, với lại đá quý á, để mình câu cá bóng 6 thôi. Chứ còn á, mình mà tiếp tục đập cái hộp này, chắc mình nghĩ nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, và mình nghĩ mình cũng chẳng có ra được đâu. Đó, mọi người biết tại sao á, mình nói là cuộc đời của mình sang trang mới chưa? Bây giờ mình chỉ còn đúng 2.000 đá quý thôi. Bởi vì mình biết là sẽ có nhiều trang phục nữa sắp ra ấy. Vì vậy nên mình không nỡ tiêu nốt cái số kim cương này á mọi người. Nên là tôi không biết là đến bao giờ tôi mới câu được cá bóng 6 đây. Mấy cái cần câu như là cần câu phép thuật nè, hay là cần câu búa, mình câu nó đứt dây hoài à. Thì thôi bây giờ chắc là mình mua cái cần sao mình câu thôi, chứ biết sao bây giờ. Chứ mình là mình bó tay với cái hộp này rồi đó. Mọi người hãy thú thật cho mình biết đi, đối với lại cái hộp này bốc thăm phép thuật này á, thì mọi người đã phải bỏ bao nhiêu đá quý rồi? Chứ tôi là tôi thấy nó quá là mệt mỏi rồi, chắc là mình phải từ bỏ cuộc chơi tại đây thôi.